Đang đánh boss hăng thì hết pin, sạc thì hơn 3 tiếng mới đầy, ai rảnh mà chờ đợi. Dừng lại, nổ đó. Máy switch vừa chơi vừa sạc, có nổ không ta? Chuyện gì khó, để nờ shop lo. Không có chuyện nổ khi vừa sạc vừa chơi. Các game thủ cứ yên tâm mà triển, vì khi sạc đầy, dock sẽ tự ngắt điện. Dùng dock sạc máy switch thì vô tư. Không thích dùng dock mà sạc bằng dây thì game là dễ, không đa nhiệm như điện thoại. Vừa phải lướt Facebook, vừa nghe nhạc, vừa quay TikTok cùng 7749 tác vụ khác. Máy switch chỉ dùng để tải và chơi game, do đó hạn chế việc gây hại cho máy. Lưu ý, khi sạc máy switch nhớ dùng nguồn chuẩn và tản nhiệt máy để chơi lâu dài tránh bị cháy pin. Lỡ nóng quá rồi nổ làm sao? Nổ gì mà nổ hoài, nóng thì ghé nờ shop giải nhiệt chứ sao. Nè he, tôi mới mua cái quạt tản nhiệt cho dock với cái dock mini này nè. Cắm quạt vô dock, gió thổi ào ào là máy mát liền. Không thì để máy switch lên dock mini không bị tù túng nè. Bà đừng có lo nữa nha. Nếu các bạn thích clip này, đừng quên tim và follow cho nợ shop nha.